Em nói với sếp của em là cho anh trì hoãn cái chuyện nhận chức ở ngoài Đà Nẵng được không? Thật sự ra gia đình của anh bây giờ nó rối tùm lum tùm la chuyện hết đó em ơi. Anh không còn tâm trí nào mà anh đi ra ngoài đó anh làm việc được. Ok, ráng thông cảm giùm anh biết như vậy là cũng khó khăn cho việc sắp xếp nhân sự ngoài đó. Ráng giúp anh nha cưng. Rồi, cảm ơn em, chào em. Vi ơi, là Vi cái nhà này chưa đủ rối hay sao? Bỏ đi nữa thiệt. Không lẽ giờ tôi bán cái nhà này luôn, cho nhà ai nấy ở đi cho tiện. Nhức cái đầu quá, chịu không nổi luôn. Bữa nay được ngày yên ngắn cũng đỡ. Ê này nha, đừng có kiếm chuyện nha. Kiếm chuyện cái gì, tôi bận việc tôi phải đi trước. Ê, có tào lao. Bà mới là người đừng có tào lao á. Trước không tắm sao không tắm, tới tôi vô tắm mà là dành sao. Ủa, tắm không phải tôi giờ nữa hả? Ừ. Thích đó. Này nha, thôi nha. Bà không có được, mày đừng có gì hết. Thôi, trời ơi. Thôi nha, ủa gì vậy? Ba coi cháu của ba kìa. Con có việc cách phải đi trước. Không nhường là không nhường. Chú coi con của chú kìa. Tự nhiên cái con đang có điện thoại, nó nghe được, cái nó nổi hứng lên, nó muốn đi tắm là sao? Tôi thích đó được không? Thôi nha. Ủa từ bao giờ phân biệt gì vậy hả? Hả? Từ bao giờ phân biệt như vậy? Con chú rồi cháu ba là sao? Chúng ta là người một nhà. Hai đứa là chị em với nhau. Có cái chuyện đi tắm không cũng dành là sao? Ủa cái nhà này có một cái nhà tắm hả? Cái nhà tới hai cái nhà tắm luôn mà. Một đứa thì có lên lầu tắm, một đứa tắm dưới đất là xong rồi, có chuyện gì đâu. Nhưng mà con thích tắm ở dưới. Đó, chú thấy nó vô lý không? Trời ơi, sao có cái gì đâu trời. Cái chuyện tắm rửa thôi mà. Dành nhau còn hơn ta dành đĩa bàn nữa. Thì ghê quá. Tôi nè, tôi cấm đi chưa? Trong nhà này tôi không muốn là dành nhà có chuyện tắm nha. Tôi không muốn nghe chữ tắm trong nhà này nữa. Con biết chị không phải đi tắm trước, không có việc gấp không phải tắm. Con phải tắm trước. Thôi, đứng lại đi. Nè, bình tĩnh như tôi giải quyết. Con bận chuyện gì gấp? Dạ thì ở ngoài đường kìa, người ta bán trà sữa mà giảm giá 70%, số lượng có hạn nữa nên là con phải đi liền. Mới đi trà sữa không? Trời đất ơi, thì có cái chuyện. Nói chung là đi tắm để đi xếp hàng đi mua trà sữa đúng không? Dạ. Tôi quyết định như vậy, tôi giải quyết kiểu này là gọn gàng. Diệt Thi, con đi tắm trước. Đây, bà nói nghe là đây. Qua đây, ngồi xuống đây, bà nói nghe. Đây, ngồi đây. Xuống đây, bà nói nghe nè. Bây giờ con ra ngoài đó con xếp hàng đi, rồi con về con tắm nó phải sạch sẽ hơn không? Tắm xong rồi uống trà sữa nó phải thơm hơn không? Còn bây giờ tắm rồi chạy ra ngoài xếp hàng mồ hôi mồ kê không cũng vậy, đúng không? Con muốn tắm trước con nhỏ đó. Nè, mất công chi. Đây nè, cho tiền đi mua trà sữa, khỏi phải đứng xếp hàng, khỏi phải mất công giảm 70%, mua thẳng ly về uống luôn, được chưa? Vậy cũng được. Nói nghe nè, hỏi một câu tế nhị. Phải con ruột tôi không vậy? Ba hỏi kỳ quá hả? Thì phải con ruột, ba lúc nào cũng cười thôi. Con cười cái cho ba vui coi. Sao lúc nào cũng câu có, cái nhà này nó căng thẳng lắm rồi con. Cười một cái coi. Đó, dễ thương nè, cho 100 nữa nè. Cảm ơn ba. Được rồi, đi mua trà sữa ha. Ôi con bé này, ở đây không phải giữa đường giữa chợ mà là anh nói xóm làng lên như thế. Bị làm sao? Dạ ở đây có nước gì ngon không chú giới thiệu cho con. Con bé này hay nhỉ, vào quán người ta rồi hỏi món gì ngon. Ở đây cái gì mà chả ngon, chả nhẽ là có cái không ngon mang ra bán. Dạ vậy nước gì mà chú nghĩ hợp với con chú? Nhìn mặt xinh xắn trắng trẻo thế này, uống trà vải cho bớt mụn nhá. Dạ vậy cho con đi trà vải. Rồi, 1 phút 29 giây sẽ có. Ủa chú, sao phải là 1 phút 30 giây mà lại là 1 phút 29 giây? 1 phút 30 giây là của ông Quyền Linh. Còn ở đây là 1 phút 29 giây. Chú đây chỉ không hơn được ông ấy à?
Chú Phượng, cho con ly trà đào. Ê, ngồi ở đâu vậy hả? Chỗ này chỗ của tôi mà. Con gái con lứa gì mà không có một chút ý tứ, suốt ngày cắm mặt với cái điện thoại, sao mà khá nổi. Ê, tôi đang nói chuyện với bà đó nha. Nè, con nhỏ đang ghét kia. Ê, đừng mà quá đáng nha. Ai quá đáng? Chỗ này chỗ của tôi, ai kêu bà tới đây ngồi? Không á. Ủa, tôi thích ngồi rồi tôi ngồi chứ. Nè, đừng mà quá đáng nha. Quá đáng gì, bà mới là người quá đáng á. Ai kêu bà tới chỗ của tôi ngồi? Chỗ này là chỗ của tôi. Ủa, đâu có ai nói quyết định đây là chỗ của bà đâu, đúng không? Chỗ này của tôi, đi ra chỗ khác. Không đi á thì sao? Ê, đừng có mà quá đáng nha. Chỗ của tôi, đi ra chỗ khác. Quá đáng á thì sao? Ê, ủa, hai cái đứa này làm cái gì mà âm mưu ồn ào ở đây thế này? Chú cũng thấy chỗ này là chỗ của con. Ai kêu vị thiên tới nó dành? Đi ra chỗ khác mau. Đây đâu có thiếu. Bàn không thiếu, ghế không thiếu, tại sao lại phải giành nhau? Nhưng mà rõ ràng chỗ này là con ngồi trước. Ủa? Chú không cần biết đứa nào trước, đứa nào sau. Vì hai đứa cãi nhau, bây giờ bồi thường cho chú đi. Bồi thường đi. Bồi thường gì chú? Ờ, hay thản nhiên hỏi thế được à? Nếu chúng bay không cãi nhau thì khách người ta không bỏ đi. Bây giờ có 5 người bỏ đi chưa tính tiền 5 người. Bồi thường đi. Không bồi thường á, bà bồi thường đi. Ủa, bà mới là người có lỗi, tại sao tôi phải bồi thường? Không á. Ủa, nếu như mà người biết điều á thì là đã qua bàn khác ngồi rồi, bà bồi thường đi. Ủa, tôi ngồi đây trước, ai kêu bà tới đừng ngồi cho đi. Bồi thường đi. Không, tôi không có lỗi. Cái gì đó, cái gì đó? Cái gì vậy? Anh xem mấy đứa con anh đó, đẹp mặt chưa? Vào quán sáng người ta cãi nhau om sòm, người ta bỏ về. Bây giờ tôi đòi bồi thường, chứ nó còn giành nhau, nó còn chối bây bảy ấy kìa. Cái gì vậy con? Tự nhiên chỗ này cũng ngồi trước, việc thiên tới nó giành. Nó có lỗi, nó không chịu bồi thường luôn ba. Trời ơi, mà tự nhiên bồi thường cái gì, có làm cái gì đâu mà bồi thường. Ô hay, nếu chúng nó không gây lộn thì khách người ta không bỏ về. Người ta lợi dụng lúc chúng nó cãi nhau nhốn nháo, người ta bỏ về. Có 5 người chưa tính tiền. Như vậy là lợi dụng rồi chứ gì, nó không lợi dụng. Hai đứa con nít gây lộn, tự nhiên đang uống nước rồi phải cái nhiệm vụ uống nước là phải trả tiền. Nếu chúng nó không gây lộn, ai mà lợi dụng, ai mà dám bỏ đi thì tôi đứng ở ngoài kia. Ai kỳ cục vậy trời? Tôi không biết. Vô uống nước cái nhiệm vụ phải trả tiền, cuối cùng bây giờ không trả nè. Thủ phạm là hai đứa này, nếu chúng nó không cãi nhau thì người ta đã không bỏ đi. Anh không nhớ mặt ai hết hả? Làm sao tôi nhớ được? Chiết xuất camera ra. Quán này không có camera. Trời đất ơi, buôn bán mà không nhớ mặt khách. Bây giờ cho tôi hỏi một câu cuối cùng nè. Nước còn không? Vẫn còn. Bỏ bịch đem về giùm tôi đi. Bỏ bịch à? Nhưng vẫn phải trả tiền. Vẫn phải trả tiền chứ, đem về cho hai đứa nó uống. Ủa, gì vậy chú? Tự nhiên nghe vậy là sao? Cái gì nữa? Đừng bồi thường ba, vì thế nó có lỗi mà. Bồi thường đi. Tôi không bồi thường á. Ủa, bạn có lỗi mà, bồi thường đi. Thôi, đủ rồi nha. Anh kiểm tra coi vô chưa? Hiện đại nhờ, qua rồi. Có 100.000 cũng bày đặt chuyển khoản. Nhưng mà sao dư 25.000? Tôi mua ly cà phê của tôi đó. Rồi đó, bây giờ xong hết rồi đó. Tôi mời anh đi ra ngoài đi. Ok à, quán của ai? À lộn, anh làm ơn đi ra ngoài cho tôi có thời gian tôi dạy dỗ con cháu trong nhà tôi cái. Cuộc đời của tôi ghét nhất là tôi là cái người đổ vỏ. Ai uống cà phê bây giờ bắt tôi trả tiền? Vì ai? Việc Thi nó kiếm chuyện trước mà ba. Chỗ này con ngồi, ai kêu nó tới ngồi chung con làm chi? Nó nào? Trong nhà mà xưng hô vậy hả? Ủa, cái quán này con nhìn đi, bao nhiêu cái ghế? Tại sao con không tự chọn cái ghế cho mình ngồi? Cứ phải dành với Việc Thi là sao? Hả? Ba nói bao nhiêu lần rồi Đào? Cứ phải như vậy là sao? Không gây nhau chịu không được hả? Do con hết. Đào Đào, Đào Đào, quay lại đây. Để chú về, chú dạy lại con chú, cho con vui lòng nha. Ủa gì kỳ vậy ta? Sao dạo này mỗi lần mình làm sai gì trước thì chú Tùng cũng binh mình hết trơn á. Mà sao không binh con Đào? Đã vậy, con Đào là con ruột của chú Tùng nữa,
chú Tùng phải bên với ta.